Ngọc Dung và Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế giới hôm nay, kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói người dân Iraq nhảy múa trên đường phố sau khi tướng Iran Soleimani chết. Ngoại trưởng Mỹ hôm nay, ngày 3 tháng 1, đăng video kèm mô tả người dân Iraq đang nhảy múa trên đường phố lên Twitter sau khi tướng Iran Soleimani bị không quân Mỹ ám sát. Người dân Iraq đang nhảy múa trên đường phố vì sự tự do bởi tướng Soleimani không còn nữa. Ông Pompeo viết, kèm theo video quay cảnh đám đông chạy trên đường vẫy cờ Iraq cùng các biểu ngữ. Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ không cung cấp nguồn video hay các thông tin chi tiết về cảnh quay. Một nhiếp ảnh gia của hãng AFP đã chụp được bức ảnh cho thấy người dân Iraq đang ăn mừng ở quảng trường Tahrir, tâm điểm của phong trào biểu tình chống chính phủ sau khi biết tin tướng Iran Qasem Soleimani bị ám sát. Người dân Iraq đổ lỗi cho lực lượng an ninh được Iran hậu thuẫn đã gây ra cái chết cho khoảng 460 người biểu tình trong thời gian qua. Vụ không kích thiếu tướng Qasem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Qas, thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, diễn ra sáng nay gần sân bay quốc tế Baghdad tại Iraq. Lầu Năm Góc cáo buộc Soleimani và lực lượng Qas phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng trăm lính Mỹ và đồng minh, cũng như hàng nghìn người bị thương khác. Abu Mahdi al-Muhandis, chỉ huy lực lượng tổng động viên Iraq, PMU, nhóm dân quân Iraq thân Iran, cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng rocket của Mỹ. Quan chức thân cận với lãnh đạo tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, tuyên bố sẽ trả thù nước Mỹ vì vụ tấn công giết chết tướng Soleimani. Đại sứ quán Hoa Kỳ kêu gọi công dân rời khỏi Iraq ngay lập tức. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Baghdad hôm thứ Sáu, ngày 3 tháng 1, kêu gọi tất cả các công dân rời khỏi Iraq ngay lập tức, vài giờ sau khi Mỹ giết lãnh đạo lực lượng Quds của Iran, Qasem Soleimani và chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis trong một cuộc không kích. Do sự căng thẳng gia tăng ở Iraq và khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Iraq ngay lập tức. Công dân Mỹ có thể rời khỏi khởi hành bằng hàng không hoặc thông qua đường bộ sang các quốc gia khác, tuyên bố nói. Một người phụ nữ Việt Nam và con gái mới 2 tuần tuổi ngã từ tầng 8 ở Hàn Quốc. Một phụ nữ người Việt Nam hơn 20 tuổi và con gái mới 2 tuần tuổi của cô ta đã ngã xuống từ tầng 8 một tòa nhà ở thành phố Gimhae ở tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Người phụ nữ này đã được chuyển tới bệnh viện, trong bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch. Còn bé gái đã tử vong. Theo hãng tin Yonhap Hàn Quốc, vụ việc xảy ra vào khoảng 18:50 giờ địa phương ngày 2 tháng 1. Cảnh sát cho biết ngày hôm nay, ngày 3 tháng 1, chồng của người phụ nữ này đã báo tin cho cảnh sát và đã tìm thấy lời nhắn của cô ghi lại trong cuốn sổ. Nữ nghệ sĩ trang điểm người Kuwait bị buộc tội phân biệt chủng tộc. Một nghệ sĩ trang điểm người Kuwait đã bị buộc tội phân biệt chủng tộc sau khi cô đăng một video và một bức ảnh cô trang điểm đậm, điều mà các nhà chỉ trích lên án là mặt người da đen, Eliza Zira thông tin. Gadia Sultan lần đầu tiên đăng một đoạn video ngắn trên trang Instagram vào thứ Tư với bài hát We Are The World phát ở chế độ nền, thể hiện vẻ ngoài của cô trong một loạt các màu da và màu tóc. Sau đó, cô đã đăng một bức ảnh của mình với gương mặt màu đen và thu hút hơn được 44.000 lượt like. Trang của Sultan có 2 triệu người theo dõi, sau đó tràn ngập những bình luận tố cáo khuôn mặt đen của cô. Trong khi đó, những người khác cho rằng cô đã không làm gì sai. Cháy rừng ở Úc, bang New South Wales, tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
bang New South Wales đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và có thể sẽ bắt đầu sơ tán người dân khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận cháy rừng thảm khốc đang hoành hành. Theo CNN, hôm thứ Năm ngày 2 tháng 1, thủ hiến bang New South Wales bà Gladys Berejiklian cho biết tình trạng khẩn cấp có hiệu lực kể từ sáng ngày 31 tháng 1 và kéo dài 7 ngày, do dự báo thời tiết sẽ xấu đi đáng kể vào ngày 4 tháng 1. Nguy cơ hỏa hoạn có thể tăng. Đây là lần thứ ba trong vài tháng gần đây. Bang này tuyên bố tình trạng khẩn cấp hai lần trước là vào tháng 11 và tháng 12 năm 2019, mỗi lần cũng kéo dài là 7 ngày. Bà Berejiklian cho biết rằng, cư dân có thể bị buộc phải sơ tán, các phương tiện bị cấm lưu thông trên đường phố để đảm bảo an toàn cho người dân. Chúng tôi muốn thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để chuẩn bị cho khả năng ngày 4 tháng 1. Có thể là một ngày khủng khiếp, bà nói. Thánh đường Iran treo cờ máu. Thánh đường Jamkaran tại thành phố Qom của Iran đã treo một lá cờ lớn màu đỏ, báo hiệu trận huyết chiến trả thù cho tướng Soleimani bị Mỹ tiêu diệt gần đây. Truyền thông nhà nước Iran hôm thứ Bảy, 4 tháng 1, phát sóng hình ảnh các giáo sĩ tại thánh đường Hồi giáo này mang theo một lá cờ lớn màu đỏ cùng chân dung tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc biệt Quds của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran lên nóc nhà thờ. Hãng tin Fox News cho hay, lần gần nhất nghi thức dương cờ máu tại thánh đường Hồi giáo Jamkaran được tiến hành là từ thời Trung Cổ. Lá cờ là sự báo hiệu cho một trận huyết chiến sắp xảy ra để trả đũa cho những người bị sát hại. Châu Á cảnh báo dịch bệnh bí ẩn. Tờ Nature Asian Review ngày 30 tháng 1 đưa tin một số nước châu Á đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự bùng phát của một loại dịch bệnh bí ẩn. Hiện tại nguyên nhân gây dịch chưa được xác định, nhưng có thể có liên hệ đến đại dịch SARS tại Trung Quốc năm 2002. Đợt dịch này đã gây ra hàng trăm cái chết tại châu Á. Dịch lần này khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Giới chức nước này đã ghi nhận 44 ca khó thở do virus không rõ nguồn gốc. Tin tặc Iran tấn công website Mỹ. Một nhóm tin tặc đã đăng cờ Iran và thông điệp báo thù cho tướng Soleimani trên trang web của chương trình Thư viện Lưu trữ Liên bang Mỹ, theo AFP. Những kẻ tấn công đã đổi tiêu đề trang web của FDLP thành tin tặc Iran, đăng ảnh quốc kỳ Iran, lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei bên cạnh ảnh chế Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tấn công bằng nắm đấm. Nhóm tin tặc tuyên bố vụ tấn công chỉ là phần nhỏ trong năng lực tác chiến mạng của Iran. Nội dung website của chương trình Thư viện Lưu trữ Liên bang của Mỹ bị nhóm tự nhận là tin tặc Iran thay đổi ngày 4 tháng 1. Tổng thống Trump, Iran sẽ bị đánh rất nhanh, rất mạnh nếu trả đũa Mỹ. Tổng thống Trump hôm thứ Bảy 4 tháng 1 tuyên bố Iran sẽ bị đánh rất nhanh và rất mạnh nếu họ hiện thực hóa các đe dọa trả đũa Mỹ sau vụ công kích tiêu diệt tướng Soleimani gần đây. Ông Trump cho biết Mỹ đã nhắm được mục tiêu 52 địa điểm Iran, trong đó bao gồm một số địa điểm quan trọng với Iran và văn hóa Iran. Trên bài đăng Twitter và Facebook hôm 4 tháng 1, ông Trump nói một vài trong 52 địa điểm này là ở mức rất cao và quan trọng với Iran và văn hóa Iran. Và những mục tiêu này và bản thân đất nước Iran sẽ bị đánh rất nhanh và mạnh. Mỹ không muốn có thêm mối đe dọa nào nữa. Gần nửa tỷ động vật hoang dã ở Australia đã chết trong đợt cháy rừng lớn kỷ lục. Tuần qua, Chris Dickman, nhà sinh thái học từ Đại học Sydney, đã công bố con số gây sốc.
khoảng 480 triệu động vật đã tử vong do cháy rừng ở Australia từ tháng 9 năm 2019 đến nay, chỉ tính riêng ở tiểu bang New South Wales, theo 7 News. Nông dân Steve Shepton đã phải tự tay chấm dứt nỗi thống khổ của đàn gia súc bị bỏng nặng của ông do cháy rừng. Con số thực sự gây chấn động khi người dân Australia đã quá mệt mỏi và đau khổ với cháy rừng. Bộ trưởng Môi trường Úc, bà Susan Lee cho biết, đối với tôi, với tư cách Bộ trưởng Môi trường, cũng như chính phủ Australia, một loài động vật dù vẻ bề ngoài có mềm mại và dễ thương hay có vẫy và gai góc thì đều quan trọng như nhau trong thảm họa này. Iran tấn công khiêu khích Mỹ ở Trung Đông. Tehran nhiều khả năng đang lên kế hoạch tiếp tục tấn công vào các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông sau khi vào tuần trước đã bắn tên lửa vào một đơn vị quân đội Hoa Kỳ ở Iraq, khiến một quân nhân thiệt mạng. Epoch Times dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói hôm thứ Năm ngày 2 tháng 1. Không dừng lại ở việc tấn công đơn vị quân đội của Mỹ ở Iraq bằng tên lửa. Vào đầu tuần này, Tehran được cho là đã giật dây để những người Iraq ủng hộ họ tấn công Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Baghdad. Ông Esper nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc rằng có những chỉ dấu cho thấy Iran sẽ thực hiện thêm các hành động khiêu khích và nếu điều đó xảy ra thì Hoa Kỳ sẽ hành động ngay lập tức. Hoa Kỳ sẽ đẩy mạnh trục xuất người nhập cư trái phép. Mỹ sẽ mở rộng chương trình trục xuất những người di cư không phải người Mexico. Bộ An ninh Nội địa DHS Hoa Kỳ cho biết thông tin hôm thứ Năm ngày 2 tháng 1 theo Reuters. Washington đã trục xuất hơn 56.000 người di cư đến từ Mexico theo chương trình phương thức bảo vệ người di cư MPP. Đa số trong đó là người tới từ Trung Mỹ xin tị nạn Hoa Kỳ. Quyền Bộ trưởng DHS Chas Wolf nói trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng chương trình MPP là một công cụ cực kỳ hiệu quả đối với Hoa Kỳ trong việc quản lý những người di cư trái phép. Mỹ áp lệnh trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Cuba. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã áp lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Cuba Leopoldo Cintra Frias vì các buộc vi phạm nhân quyền và ủng hộ chính phủ thiên tả Maduro ở Venezuela, Reuters đưa tin. Trong một tuyên bố ở Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng ông Frias và hai người con của ông này là Deborah Cintra Gonzalez và Leopoldo Cintra Gonzalez sẽ bị cấm tới Mỹ. Reuters cho hay đây là hành động trừng phạt mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào các quan chức cao cấp của chính phủ Cuba, ủng hộ chế độ Maduro ở Venezuela vào tháng 9 năm 2019. Chính quyền Trump cũng đã áp lệnh trừng phạt tương tự đối với cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro cùng các con của ông này. Google bị cựu nhân viên chỉ trích vì thái độ với nhân quyền. Một cựu giám đốc của Google đã bày tỏ quan ngại về các chính sách đối với nhân quyền của công ty công nghệ này khi nó đang có xu hướng mở rộng hoạt động tại Trung Quốc. Quốc gia thường xuyên bị lên án vì các hành vi coi thường các quyền cơ bản của con người. BBC cho hay, ông Ross Lazzonis, cựu giám đốc bộ phận quan hệ quốc tế của Google, tiết lộ rằng ông đã đứng ngoài sau khi công ty này không cho thấy lập trường rõ ràng với vấn đề nhân quyền. Ông Lazzonis hiện đang vận động tranh cử một ghế trong Thượng viện Hoa Kỳ. Ông nói rằng kinh nghiệm của ông tại Google khiến ông nhận ra rằng cần phải có các quy định chặt chẽ hơn đối với các hoạt động công nghệ. Không thể để một công ty công nghệ lớn hơn Google hoạt động mà không có sự giám sát của chính phủ. Ông Lazzonis viết trong một bài đăng trên Medium. Tổng thống Trump, Chúa luôn luôn ở bên chúng ta. Tổng thống Trump hôm thứ Sáu 3 tháng 1 đã có bài phát biểu đầy xúc động về đức tin trước đám đông những người tín đồ công giáo tại nhà thờ El Rey Jesus
Nam Florida theo trí thức Việt Nam. Tôi thực sự tin tưởng rằng Chúa luôn ở bên chúng ta. Tôi tin điều đó. Nếu không thì không có cách nào giải thích được việc chúng ta đã có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa rồi. Phải vậy không? Ông Trump nói. Ông Trump nhắc nhở rằng người Mỹ cần phải làm mới tầm quan trọng của các giá trị đức tin và gia đình nếu họ muốn phát triển thịnh vượng trong thế kỷ tới. Giờ đây, đức tin của chúng ta là cần thiết hơn bao giờ hết. Ông Trump nói, trong khi các trào lưu nhất thời đến rồi đi, chỉ có sự thật vĩnh hằng là đức tin và gia đình mới có thể luôn dẫn tới sự ổn định, hạnh phúc và thịnh vượng cho các dân tộc. Nhật Bản lần đầu tiên lên tiếng việc cựu chủ tịch Nixon Carlo Gross bỏ trốn. Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Masako Mori hôm ngày 5 tây tháng 1 cho biết việc cựu chủ tịch hãng Nissan Motor Carlo Gross bỏ trốn khỏi Nhật Bản là không thể lý giải được và nhiều khả năng ông Gross đã rời nước này bằng con đường bất hợp pháp theo TTHVN. Đây là bình luận chính thức đầu tiên của giới chức Nhật Bản sau khi ông Gross trốn thoát đến Liban tuần trước để tránh bị xét xử với cáo buộc gian lận tài chính. Mai Quốc Việt và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị, gia đình và thân quyến khang an và hạnh phúc.